Câu chuyện ở đây là rất nhiều người không nắm được cái việc là phải lập cái báo cáo này nhá. Và khi không lập báo cáo này thì nó sẽ dẫn đến hai cái hệ quả. Một là bị mức phạt tiền rất là nặng. Mỗi một cái báo cáo này chậm nộp thì sẽ bị phạt khoảng độ là 20 đến 30 triệu đồng một báo cáo. Và đến mức phạt rất là nặng đúng không? Đấy. Và cái thứ hai là cái khó khăn hơn ấy, đấy là việc mà sẽ không thể thay đổi được giấy chứng nhận đầu tư nếu như mà chúng ta không thực hiện nộp cái tiền phạt đấy. Đó. Và như thế thì nó đặt ra một câu chuyện là trong bối cảnh hiện nay thì cái việc mà cần phải hiểu biết liên quan đến vấn đề về thanh tra kiểm tra nhà nước nói chung, mà cụ thể trong cái khoa học của chúng ta đó là thanh tra và kiểm tra thuế nói riêng. Chưa? Thanh tra và kiểm tra thuế. Đấy. Thì nó là một cái mà yêu cầu cần đặt ra đối với những người làm về doanh nghiệp và cụ thể là kể cả làm về kế toán doanh nghiệp. Được không ạ? Đấy. Thế còn với đứng về góc độ chủ quan là với mỗi một người kế toán chúng ta thì như là tôi có chia sẻ ở trong cái group ấy, các bạn đọc đúng không ạ? Các bạn thấy là một số những cái vị trí công việc làm về kế toán tổng hợp hoặc làm về kế toán trưởng thì người ta có yêu cầu chúng ta là có kinh nghiệm về tiếp đón thanh tra thuế hoặc là ưu tiên những người mà đã có kinh nghiệm quyết toán thuế qua nhiều lần. Đấy. Như vậy thì đứng ra về góc độ từ bên ngoài và bên trong thì bạn thấy là kiến thức về thanh tra kiểm tra nó luôn luôn là một kiến thức mà cần thiết đúng không? Trong quá trình mà các bạn đi làm. Đấy, và thực sự thì như những gì mà theo những cái mà tôi biết thì các bạn cũng sẽ thấy là những cái bạn mà đã từng có kinh nghiệm ở các tức là tham dự vào các cuộc thanh tra kiểm tra ấy, thì các bạn sẽ thấy là không phải chỉ cái việc là các bạn đối mặt với quá trình đấy đâu, mà qua mỗi một lần như vậy các bạn cũng sẽ học thêm được rất là nhiều đúng không? Đấy, thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là các bạn hãy nhìn nhận cái quá trình mà nếu mà chúng ta tham gia vào thanh tra kiểm tra thuế ấy, một cái cách tích cực đúng không ạ? Nó là một cái cơ hội mà không phải ai cũng có được đâu. Thì nó sẽ mang lại cái lợi thế hơn cho chúng ta trong cái việc mà khi mà các bạn đi làm và trong quá trình trong tương lai. Nói thật là kể cả như tôi đến như bây giờ là tôi đang làm quản lý của đội tư vấn ở bên Manabox ấy. Tôi cũng phải rất là cảm ơn những cái giai đoạn đầu tiên khi mà tôi mới ra trường hoặc là kiểu như là những cái giai đoạn đầu khi mà tôi cũng ở những cái năm đầu ấy. Đấy. Thì khi tôi làm ở một cái công ty tư vấn thuế, đấy là công ty tư vấn thuế của Nhật ấy, thì các cái chị sếp của tôi cái này đấy thì các chị cũng rất là tích cực trong cái việc là sẵn sàng để cho nhân viên làm những nhiệm vụ mới. Đấy, và tôi thì cũng nằm trong cái đội hỗ trợ thôi, và đánh giá kiểm tra thôi. Đấy. Nhưng mà cũng không biết là tại vì sao, do cái tư tưởng khác nhau hay là do cái thời điểm đấy mà mình có một cái động lực gì, nhưng mà tôi rất là tích cực khi mà tôi tham gia vào những cái cuộc thanh tra đấy. Tôi thấy rằng là ở tất cả những cái thứ mà mình làm bây giờ các bạn ạ, đấy, giống như là những cái thứ mà chúng ta học với nhau này này. Tôi dạy chúng ta đúng không ạ, từ những cái bài mà chúng ta làm những cái tờ khai rất đơn giản như là cái tờ khai về lệ phí môn bài, cho đến những cái tờ khai phức tạp hơn đúng không? Thuế thu Cho nhập chị thì cá một nhân. túi này biết Thuế cho thu nhập cá chị thì nhân túi này. này Thuế thu nhập doanh nghiệp đúng không ạ? Hoặc là thuế giá trị gia tăng thì các bạn biết rằng là tất cả những cái tờ khai đó thực ra chúng ta cứ làm thôi. Đúng không ạ? Chúng ta cứ làm thôi. Đấy. Thế nhưng mà câu chuyện là làm đúng hay sai thì đến cái thời điểm thanh tra kiểm tra thường là chúng ta mới biết được là thực sự nó là đúng hay sai. Đấy. Và cái việc nó đôi khi là trong thanh tra kiểm tra thì cũng không hẳn là nó là một cái ranh giới đúng sai cụ thể đâu các bạn ạ. Nhưng nó hay ở cái điểm là nó sẽ là một điểm cân bằng đúng không, giữa lợi ích của đoàn thanh tra đúng không? Với lợi ích của doanh nghiệp đó. Và đây sẽ là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên xác định, đây là cái điểm mà chúng ta cần tìm kiếm hơn là cái việc mà các bạn xác định về một cái điểm tuyệt đối đúng không? Là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm rất tốt, chúng ta làm rất giỏi thì đồng nghĩa với việc là trong thanh tra kiểm tra chúng ta không bị xử phạt, thì câu trả lời đây là không có đúng không? Đấy. Mà cái khó nhất ở đây và tôi nghĩ là cái thành công nhất của một người mà khi tiếp đón thanh tra kiểm tra làm được ấy, đấy là chúng ta phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể để xem là đâu là cái điểm cân bằng. Mà đạt được đến điểm đấy rồi thì chúng ta sẽ làm hài lòng được cả cơ quan thuế, cả bản thân chủ doanh nghiệp là những người